Nếu bạn chưa biết bài tập này thì clip mình sẽ dành cho bạn. Xin chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cái bài tập gọi là bài tập cảm nhận múi cơ nhé, cảm nhận múi cơ. Bài này thì không lạ gì với anh em miền Nam rồi. Nhưng mà mình thấy ngoài Bắc thì người ta dạy bida thì người ta sẽ không không nói về áp phê nhiều, thì mình không biết lý do vì sao. Người ta chỉ hướng nói về hướng áp phê thôi, chứ người ta không không có nói về lượng áp phê. Nên là bài tập này để làm lượng áp phê anh em nhé. Đây. Thì đây sẽ là cái điểm tập mình nối ở giữa này, thì bi chủ nó sẽ nằm ở cái bi mục tiêu, nó sẽ nằm ở giữa hai cái đường này ở chấm đầu tiên này, còn bi bi chủ nó sẽ lật qua với bi mục tiêu nửa trái bi này, nửa trái bi nhé. Thì nếu mà anh em mà có điểm tập á, có điểm tập để mà tập á, thì càng tốt này, thì nó sẽ cố định, có điểm tập làm điểm cố định thì tập nó sẽ hiệu quả hơn nhé. Nếu mà có thì tốt, không có thì thôi, không có thì cũng được, không sao, không vấn đề gì. Đây thì anh em cứ vô tập đi, anh em đánh tất cả các lượng áp phê thôi. Cái này ngày anh em chỉ cần bỏ ra 5 phút thôi nhé. Cái bài này là cực kỳ hữu ích cho người mới, và nó sẽ là cái nền tảng, sẽ là cái nền tảng, sẽ là cái căn bản cho anh em sau này anh em điều bi nhé. Đây là cũng là một trong những lý do mà mình thấy là anh em miền Nam điều bi thường nó sẽ chi tiết và tốt hơn là anh em miền Bắc. Tất nhiên thì mình không nói về tất cả nhé, nhưng mà thường sẽ như vậy. Đây, ví dụ như mình cứ đánh nguyên trái bi số 1 thôi, mà mình để ví dụ như 12 giờ đi, mình để một áp phê hướng 12 giờ. Đó, thì nó sẽ di chuyển như vậy nhá. Và cái này là để anh em cảm nhận, thấy anh em mới chơi anh em cảm nhận cái đầu cơ á, để sau này anh em biết cái hướng di chuyển mà anh em điều bi đây. Ví dụ như cũng là 12 giờ hướng 2 FP nguyên trái thì nó sẽ như vậy. Và đây cũng là cái hướng 12 giờ nhưng mà 3 FP. Cũng là 12 giờ đứng nguyên trái bi số 3 và 3 FP. Đó, thì đây một cái bài tập nó nhìn nó có vẻ rất là đơn giản đúng không? nhưng mà nó sẽ là cái nền tảng tốt cho sau này anh em điều bi nhé, anh em điều bi nhé. Nếu anh em không, anh em nghe nhìn cái bài này mà anh em bảo là cái gì bài này vô tri hay là gì đó, thì anh em mà nói câu đó thì chắc chắn anh em không bao giờ điều bi tốt được, mình khẳng định anh em luôn.